Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ba biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hướng, năm nay Giáp Thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024 âm lịch, may mắn ngập trời, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, đến thời đổi vận, bề trên ban cho lộc lớn, nằm trên đống tiền, tắm trong biển vàng, giàu không tả nổi, khiến thiên hạ đỏ mắt ghen tị. Tân Hợi tuổi Thủy mạng kim, mạng xanh cho tuổi như chim có bầy, hiền lành lòng dạ thẳng ngay, cuộc đời ít bị đổi thay phũ phàng, tuổi xuân duyên nợ trái ngang, nhưng rồi cũng tạo ra căn vững bền, trung thời sự nghiệp đi lên, việc làm ổn định bạc tiền cầm tay, số người cũng được gặp may, hậu lai phú túc hưởng ngày an vui, Giáp Thìn có hên có xui, làm lành lánh giữ đẩy lui nạn tai. Vâng, thưa quý mệnh chủ tuổi Tân Hợi thân mến, khi gặp khổ cực khó khăn ta thường nói rằng, đời quả thực không như mơ, thế nhưng trên thực tế, đời nhiều khi còn đẹp hơn mơ. Mà có nằm mơ đôi khi con người ta cũng không dám nghĩ rằng mình sẽ có những ngày tháng đẹp tuyệt vời đến thế. Và khi xem bói tử vi cho 12 con giáp thấy rằng từ năm 36 tuổi trở đi, người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ được đi vào giấc mơ, đổi vận đổi đời, nằm trên đống tiền, vàng rơi trúng đầu. Dù cuộc sống trước kia có gian khổ thiếu thốn như thế nào không cần biết, nhưng đúng 2 tháng đầu năm 2024 thì người cầm tinh khuyên dưỡng chi chư sẽ gặp được nhiều vận may, thân tài đập tiền thẳng mặt, muốn thoát kiếp giàu sang phú quý cũng khó. Vậy thì cuộc đời tuổi Tân Hợi 2 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn là tốt hay xấu, giàu có và thành công hơn người, hay lại nghèo nên trắng tay? Cụ thể những điều này sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp chi tiết ngay trong video này. Xin mời quý vị và anh chị hãy cùng chú ý theo dõi nhé! Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Tân Hợi trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Tân Hợi. Chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, hay còn gọi là khuyên dưỡng chi chư, lợn nuôi nhốt, dương mạng, tuổi âm 54 tuổi, sinh từ ngày 27 tháng 1 năm 1971 đến ngày 14 tháng 2 năm 1972. Ngũ hành bản mệnh, thoa xuyến kim, tướng xương, xương con heo, tướng tinh con cọp. Tân Hợi sinh năm 1971, nạp âm hành kim, thoa xuyến kim, do can tân kim, ghép với chi hợi thủy. Ta có kim sinh nhập thủy, nạp âm cùng can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Nếu ngày sinh có hàng can tân, nhâm, quý, sinh giờ sửu, mùi lại được hưởng thêm phúc đức của dòng họ, sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là thuận mùa sinh, mùa hạ ít thuận lợi. Tân Hợi có đầy đủ hai đặc tính của căn tân là tính tình thận trọng, cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng, sắc sảo, quyền biến và trực tính nên dễ va chạm. Và chi hợi là có lý tưởng cao đẹp, bản tính phóng khoáng, đôi lúc ngây thơ lãng mạn, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Mẫu người Tân Hợi thu thiếu thời hơi lao đao, nhưng sau khi lập gia đình thì yên ổn vững vàng, có trực giác cao, dễ thụ cảm, thích ôn hòa êm dịu. Cuộc sống đôi lúc trộn lẫn mộng và thực, rất trọng tín nghĩa nên được người mến phục, am tường mọi ngành nghệ thuật cùng sở trường về văn chương và khoa học. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp,
Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn. Không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng với người bạn đời của mình thì có vẻ họ lại chẳng mấy thiết tha, nhiệt tình. Tử vi chọn đời chỉ ra rằng, nam mạng tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu đời sống thiếu thốn, khó khăn vất vả, bởi vậy họ sớm cố gắng nỗ lực phấn đấu nỗ lực, để kiến thiết xây dựng đời sống không thay đổi không thiếu. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều điều như mong muốn, thời cơ để tăng trưởng bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phong phú. Còn Tân Hợi nữ mạng là những người phụ nữ rất đảm đang, chu đáo, biết đồng cảm chăm sóc nên đời sống mái ấm gia đình thường rất nhiều niềm hạnh phúc và bình yên. Nữ mạng tuổi Tân Hợi thuở nhỏ phải chịu đời sống thiếu thốn, khó khăn vất vả, bởi vậy họ sớm cố gắng phấn đấu, nỗ lực để kiến thiết xây dựng đời sống không thay đổi khá đầy đủ. Khi trưởng thành, tuổi Tân Hợi gặp được nhiều suôn sẻ, thời cơ để tăng trưởng bản thân, càng về sau càng được hưởng tài lộc phong phú. Vận trình người tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024, đánh giá tổng quan thì thấy được rằng, bước sang năm Giáp Thìn không có quá nhiều biến động với Tân Hợi sinh năm 1971. Bản mệnh chủ yếu tập trung hoàn thành cho tốt công việc của mình, không tham gia quá nhiều vào các cuộc tranh chấp nên có thể giữ được quan hệ hòa hảo với mọi người xung quanh. Nhiều người gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ nên chuyện thăng chức tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi, bản mệnh dễ nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Xét về địa chi của người này tuổi Hợi gặp địa chi của năm Giáp Thìn là Thìn, chủ về mối quan hệ bình hòa. Mọi công việc trong năm tiến hành không có sự đổi mới và nếu tiến hành đổi mới chủ về tiêu pha nhiều tiền bạc và nguồn vốn có thể khó thu hồi lại được. Xét về thiên can tuổi Tân, ngũ hành thuộc Kim, gặp năm có thiên can Giáp, ngũ hành thuộc Mộc là quan hệ bình hòa. Người tuổi này trong năm Giáp Thìn công việc không nhiều khởi sắc, duy trì bình thường và an ổn. Theo tử vi Tân Hợi 2024 thì đây là năm không nên thay đổi công việc vì thay đổi sẽ không được tốt. Ngũ hành thiên can của tuổi tương khắc với ngũ hành thiên can của năm nên cần chú ý về sức khỏe, dễ bị ốm đau hoặc bị bệnh tật. Ngoài ra, trong gia đình có thể đưa tới những chuyện phiền muộn. Xét về mối quan hệ ngũ hành, người tuổi này bản mệnh kim, gặp hành hỏa của năm Giáp Thìn là quan hệ khắc nhập, xấu. Vì thế người tuổi này trong năm 2024 Giáp Thìn sức khỏe có thể không tốt, chú ý bệnh tật hay ốm đau. Các công việc chuyển biến không thuận lợi như ý muốn, bên cạnh đó, việc đầu tư kinh doanh không được như ý muốn, cho nên năm này không nên mở mang hay dự định đầu tư làm ăn. Xét theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, sang năm con rồng, tuổi Tân Hợi gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây, hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ. Năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều, buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Xét vận hạn năm 2024 tuổi Tân Hợi. Tam tai 2024, tuổi Tân Hợi không phạm tam tai, tốt. Kim lâu 2024, tuổi Tân Hợi không phạm kim lâu, thích hợp đứng tên tuổi tiến hành xây dựng nhà cửa hoặc đứng ra lo liệu đại sự trong gia đình. Hoàng ốc 2024, tuổi Tân Hợi phạm hoàng ốc, yếu tố phạm kỵ khi xây dựng nhà cửa. Xét về nam mạng, sao chiếu mệnh, tuổi Tân Hợi 1971 trong năm 2024 có sao Mộc Đức chiếu mệnh, đây là phúc lộc tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn, chủ về sự bình yên hòa hợp, sao này mang đến may mắn trong công việc và kinh doanh, dễ gặp được quý nhân phù trợ, thu nhiều tài lộc. Đối với nam mạng Tân Hợi 1971, nếu năm 2024 mệnh chủ có trách nhiệm giữ được uy tín trong công việc thì mọi chuyện sẽ thuận lợi như ý. Trong các mối quan hệ bớt đi sự khó tính, khắt khe thì không khí sẽ hòa thuận, nhận được sự ủng hộ và tương trợ, nhờ hòa khí mà sinh tài, mọi sự được bình an. Vận hạn, năm 2024 tuổi Tân Hợi nam mạng gặp hạn Huỳnh Tuyền, chủ về sức khỏe, tinh thần, hạn này sẽ tác động đến nam mạng Tân Hợi có tính cách quá cầu toàn, ích kỷ, còn với mệnh chủ biết thông cảm cho người khác, nhiều năng lượng tích cực, không quá truy cầu mà biết hài lòng với thực tại thì không cần lưu tâm. Để giảm trừ tác động xấu của vận hạn, mệnh chủ nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, giữ tinh thần vui vẻ, tạo niềm vui mỗi ngày, thì sẽ không ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực
Bên cạnh đó, hãy thường xuyên thăm khám định kỳ để chữa trị bệnh cũ, đảm bảo sức khỏe ngày càng tốt hơn. Xem tử vi 2 tháng đầu năm 2024 nam mạng tuổi Tân Hợi được bình giải dựa trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Mời quý anh chị Tân Hợi hãy cùng theo dõi với Minh Đường tử vi nhé. 1. Công việc, sự nghiệp. Vận trình công danh, thầy tử vi có chia sẻ, con đường công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nam mạng trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn đi theo quỹ đạo vốn có, nên không nhiều biến động. Một số nam Tân Hợi đã nghỉ hưu, một số thì vẫn duy trì công việc ổn định, tiến triển khá tốt. Bên cạnh đó, nam mạng Tân Hợi vẫn sử dụng tốt trí tuệ, bản lĩnh của mình để cố vấn tham mưu cho con cháu phát triển. Công việc trong 2 tháng đầu năm 2024 của quý anh Tân Hợi thiên về bảo toàn thành quả nhiều hơn là mở mới những dự án, nếu có ý định làm gì. Mệnh chủ nên cẩn thận tính toán kỹ lưỡng, đây cũng là thời điểm nam tuổi Hợi 1971 an tâm, thảnh thơi với sự nghiệp của mình. 2. Tài chính. Xét về phương diện tài lộc, tiền bạc của 12 con giáp, luận giải tử vi chỉ ra rằng vận tài chính của nam Tân Hợi 1971 trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn được ổn định, không lúc nào gặp túng thiếu. Với kỹ năng quản lý dòng tiền, sống có kế hoạch, chi tiêu hợp lý nên mệnh chủ luôn có tình hình tài chính thuận lợi, đảm bảo dư giả về tiền bạc. Trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn có thể nam mạng Kỷ Hợi sẽ đầu tư tiền bạc vào công việc của con cháu và thực hiện một số hoạt động thiện nguyện. Những việc này đều rất hợp lý, giúp mệnh chủ tích lũy được phước báu, có ích cho sự thịnh vượng của gia đình về sau. 3. Tình duyên gia đạo. Là người lớn tuổi trong gia đình, nam mạng tuổi Tân Hợi biết cách điều hòa mối quan hệ giữa các thành viên sao cho gần gũi, đồng cảm và thấu hiểu lẫn nhau. Chủ mệnh sẽ vượt qua được sự khác biệt giữa các thế hệ, giữ tâm khí chuẩn mực, tránh được sự khó tính hay nóng giận, giúp không khí gia đình hòa thuận êm ấm. Trong 2 tháng đầu năm 2024, quý anh Tân Hợi có thể đón nhận tin vui thêm người thêm của trong gia đình, tình cảm vợ chồng sâu sắc, hạnh phúc viên mãn. Bởi mệnh chủ và người bạn đời dành thời gian yêu thương trò chuyện với nhau, điều đó sẽ làm giảm sự cô đơn, cảm giác hụt hẫng của các anh tuổi Tân Hợi khi tuổi tác đã bước sang giai đoạn xế chiều. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi này, vấn đề hàng đầu mà quý anh tuổi Tân Hợi cần ưu tiên chính là sức khỏe. Mệnh chủ cần tránh những công việc quá nặng nhọc và căng thẳng. Cùng với đó, bản mệnh thiết lập chế độ sinh hoạt khoa học, ăn uống lành mạnh, vận động thể dục thể thao mỗi ngày, giúp tạo năng lượng tích cực, tinh thần thoải mái. Ngoài ra, nam tuổi Tân Hợi không nên chủ quan. Thay vào đó hãy thăm khám sức khỏe thường xuyên để điều trị hợp lý, luôn chủ động chăm sóc bản thân là chìa khóa để quý anh có một lối sống lành mạnh, cuộc đời an vui. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của Tân Hợi nữ mệnh. Sao chiếu mệnh. Nữ mạng Tân Hợi 1971 năm 2024 có sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Đây là sao trung tính, vừa tốt vừa xấu trong hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về tài lộc và thị phi. Sao này sẽ gây tranh chấp ở những nữ mạng Tân Hợi có tính cách hiếu thắng, không cẩn thận. Còn nếu bản mệnh là người điềm tĩnh, trung thực, làm việc có kế hoạch minh bạch rõ ràng thì không phải lo ngại. Giữ tâm lý tích cực dĩ hòa vi quý sẽ tránh được thị phi tranh chấp và giữ gìn các mối quan hệ lâu bền. Vận hạn. Năm 2024 tuổi Tân Hợi nữ mạng gặp hạn toán tận, vận hạn này chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Để giảm trừ tác động xấu của vận hạn này, mệnh chủ nên quản lý tài chính chặt chẽ, không chi tiêu lãng phí. Điều quan trọng là nên tính toán kỹ lưỡng trước những quyết định đầu tư liên quan đến tiền bạc trong năm nay. Khi giao dịch mua bán, mệnh chủ cần chú ý kiểm tra đầy đủ hóa đơn, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết để tránh sai sót, nhầm lẫn. Dưới đây là nội dung luận giải chi tiết về tử vi 2 tháng đầu năm 2024 nữ mạng tuổi Tân Hợi dựa trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi. 1. Công việc sự nghiệp. Theo dõi tử vi hàng tháng của 12 con giáp nhận thấy, trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi nữ mạng không có nhiều biến động, khá ổn định. Một số đã về hưu lo công việc gia đạo, một số vẫn đi làm thì sẽ duy trì những công việc nhẹ nhàng. Không còn gánh nặng kinh tế nên tâm lý làm việc của quý chị cũng thoải mái hơn. Công việc trong 2 tháng liên tiếp được nữ mạng Tân Hợi thực hiện cẩn thận và chu đáo. Nếu có ý định đầu tư, lời khuyên cho mệnh chủ là không nên vội vàng, cần thận trọng tìm hiểu kỹ và lựa chọn phương án an toàn. 2. Tài chính. Lá số tử vi tuổi Tân Hợi cho biết, vận tài chính của nữ Tân Hợi 1971 trong 2 tháng đầu năm 2024 vẫn có sự tiến triển đều đặn từ kế hoạch dài hạn của mệnh chủ. Các khoản thu chi rất hợp lý, vì vậy nên cuộc sống không có áp lực tài chính, duy trì được những khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai.
Năm Giáp Thìn, nếu nữ mạng Tân Hợi muốn đầu tư vào lĩnh vực mới thì nên suy xét cẩn thận. Nếu cho vay mượn tiền hoặc ký kết hợp đồng, mệnh chủ nên có giấy tờ rõ ràng, minh bạch để không gây nhầm lẫn sau này. 3. Tình duyên gia đạo. Luận giải tử vi năm Giáp Thìn cho thấy, gia đạo của nữ mạng tuổi Tân Hợi trong 2 tháng đầu năm nay được hưởng êm ấm, thuận hòa. Con cháu có được cuộc sống tốt, thành đạt, độc lập về kinh tế. Do vậy, mệnh chủ có thể được nhờ con và sống hạnh phúc thành thơi. 2 tháng đầu năm 2024, Tân Hợi nữ mạng sẽ có nhiều thời gian hơn để quây quần bên con cháu, nghỉ ngơi cho bản thân thêm năng lượng. Bên cạnh đó, quý chị nên tích cực làm việc thiện, khuyên răn con cháu sống tốt đẹp để tăng trưởng phúc đức, giữ gìn truyền thống gia đạo. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi 54 này, quý chị Tân Hợi không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Hãy tích cực chăm sóc bản thân bằng cách giảm khối lượng công việc lại, tăng cường vận động thể dục thể thao, ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ đủ giấc, thường xuyên thăm khám định kỳ để biết được tình hình sức khỏe. Trong cuộc sống hàng ngày, dù có gặp chuyện gì thì nữ mạng Tân Hợi cũng bình tĩnh đón nhận, tích cực lạc quan, không nên quá lo lắng, giữ cho tâm lý vững vàng an yên thì sẽ khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Thầy tử vi chiêm tinh học, sau khi luận giải cung mệnh cho 12 con giáp trong năm 2024, có phát hiện vận trình tháng 1 âm năm Giáp Thìn của người tuổi Tân Hợi hung cát đan xen. Cát là do ảnh hưởng của thái âm cát tinh, nhưng đi kèm với hung là nguyệt lệnh lâm tuyệt, thành công là điều có thể tìm đến Tân Hợi, nhưng vẫn có sự cản trở từ nhiều yếu tố khác. Điều này càng khẳng định một điều rằng, nghị lực của tín chủ Tân Hợi trong tháng này là vô cùng phi thường. Nói chung, Tân Hợi sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ, không có quá nhiều khúc mắc, nhưng cũng sẽ không có quá nhiều may mắn. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhắc nhở Tân Hợi trong đầu năm này, bản mệnh cần dành nhiều thời gian và sức lực hơn để củng cố những việc mình đang làm hoặc tăng cường ảnh hưởng của mình trong xã hội. Đồng thời, Tân Hợi cần nghiêm túc nắm bắt cơ hội, tích cực phát huy khả năng và lợi thế của mình, đồng thời nỗ lực theo đuổi sự phát triển cao hơn trong công việc. Nhiều khi Tân Hợi có thể cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đang nảy sinh ý nghĩ muốn thay đổi, muốn đi xa, muốn chia tay, nhưng sẽ luôn có điều gì đó buộc tín chủ phải ở lại. Các bản mệnh tuổi Tân Hợi thời gian này thì dễ bị thiếu sinh lực, bệnh trầm cảm tái phát, bản thân khó làm tốt việc của mình. Người xung quanh cư xử không theo ý muốn, sự giúp đỡ rất ít, lực cản lại rất mạnh mẽ. Càng về cuối tháng càng có nhiều người tuổi Tân Hợi cảm nhận được cảm giác khủng hoảng của mình mạnh mẽ hơn. Và sự an toàn lại đang ngày càng kém đi, khả năng kiểm soát mọi thứ xung quanh ngày càng giảm sút. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Theo dõi sự dịch chuyển các chòm sao cung mệnh, căn cứ với sự tương hợp tương khắc giữa vận niên tháng với bản mệnh Tân Hợi, cho thấy rằng tháng 2 âm này sẽ là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Tân Hợi. Nhìn chung, các phương diện sự nghiệp, tài lộc hay tình duyên đều sẽ có những bước tiến đáng kể. Về phương diện công việc, dưới sự phù trợ của tam hợp, bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi. Chỉ cần xác định được mục tiêu đúng đắn cho mình và cố gắng hết sức thực hiện, thì bạn sẽ đạt được kết quả khả quan. Những người tham gia thi cử, tuyển dụng cũng hứa hẹn sẽ nhận được tin mừng. Nhân thời điểm xã giao hài hòa, bạn nên bắt tay vào hiện thực hóa những kế hoạch đã đạt ra từ trước. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế của tín chủ Tân Hợi cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Người tuổi Tân Hợi làm công ăn lương sẽ được thưởng nóng, thậm chí là tăng lương nhờ những thành tích đã gặt hái được. Trong khi đó, người làm kinh tế nên nhân thời điểm này để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn buôn bán. Thời điểm này, bạn có cơ hội gặp được những đối tác triển vọng. Chuyện tình cảm cũng khá hanh thông khi người độc thân được giới thiệu cho một vài đối tượng triển vọng. Còn nếu đang ấp ủ trong lòng bóng hình của một ai đó, Tân Hợi cũng nên bày tỏ với đối phương, tin rằng sự chân thành của anh chị sẽ khiến người đó cảm động. Tổng kết lại, dựa vào những phân tích chi tiết phía trên thấy rằng 2024 là một năm hung cát đan xen, các phương diện cuộc sống của tuổi Tân Hợi duy trì bình ổn cũng là một sự may mắn rồi. Nhìn chung công việc làm ăn có lúc thăng lúc trầm, có giai đoạn khó khăn nhưng cũng có giai đoạn phát triển tốt. Các mối quan hệ hợp tác bên ngoài có chút mâu thuẫn nhưng không quá lớn, tiểu chung lại vẫn ở mức bình ổn, không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Điểm cần tránh với người tuổi Tân Hợi làm lãnh đạo trong năm này là đưa ra những quan điểm độc đoán bắt cấp dưới phải nghe theo, khiến mâu thuẫn nảy sinh, công việc càng gặp bất lợi. Trong năm tiền bạc cũng duy trì bình ổn, không bị biến động quá mạnh, kinh doanh buôn bán khá may mắn, tiền bạc kiếm được mà tiêu cũng lắm,
có tích lũy nhưng không quá khó khăn hay túng thiếu. Thời điểm này, đương sự Tân Hợi cần thận trọng trước những chiêu trò cạnh tranh của đối thủ, lơ là một chút là bị hãm hại ngay. Đồng thời đừng vội vàng dốc tiền đầu tư, hãy tìm hiểu kỹ càng mọi thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Chuyện tình cảm cũng khá trầm lắng khi vợ chồng Tân Hợi đều quá bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà không có nhiều thời gian quan tâm đến gia đình. Khi quan hệ đôi bên lạnh nhạt mà xung quanh lại có quá nhiều cám dỗ, bản mệnh nên chú ý giữ mình, chớ để bản thân sa ngã gây tổn thương cho người thân. Cần lưu tâm hơn cả là phương diện sức khỏe, có dấu hiệu giảm sút khá mạnh, bệnh tật phát sinh, nhất là các bệnh về khí huyết khiến đau đầu, chóng mặt liên miên. Ngoài ra anh chị Tân Hợi cần phải đề phòng tai nạn đường sông nước. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024 giúp tín chủ Tân Hợi xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Tân Hợi nam mạng, muốn giảm trừ vận hạn của năm 2024, Tân Hợi nam mạng hãy tu tâm dưỡng tính, gieo nhân thiện duyên, trân quý cuộc sống hiện tại. Người biết đủ là người sống hạnh phúc, trân trọng những gì mình đang có, không vọng động tham cầu thì cuộc sống được bình an, tai ương hóa giải. Trong năm 2024 này, nam mạng Tân Hợi 1971 có thể làm lễ nghinh sao Mộc Đức để đón cát khí, nghi lễ được thực hiện tại nhà hoặc tại chùa, lễ vật chuẩn bị không cần cầu kỳ, chỉ cần thể hiện được lòng thành tâm và sự tôn kính thì sẽ được soi tỏ và chở che. Đối với tuổi Tân Hợi nữ mạng, vận hạn năm 2024 sẽ được hóa giải nếu Tân Hợi nữ mạng biết tu tâm dưỡng tính, sống thiện lương, giữ gìn phẩm chất đức hạnh, làm nhiều việc tốt, gieo duyên lành, như vậy không những cải thiện được cuộc sống mà còn tích nhiều phúc đức cho bản thân và gia đình. Trong năm 2024 này, nữ tuổi Hợi 1971 gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, theo quan niệm dân gian, mệnh chủ có thể vừa làm lễ nghênh đón cung sao, vừa dâng sao giải hạn, nghi lễ thực hiện vào đầu năm tại nhà hoặc tại chùa, lễ vật tùy tâm và thể hiện được lòng thành kính, tôn nghiêm sẽ được chứng giám. Vật phẩm phong thủy. Vật phẩm cầu bình an, may mắn, sức khỏe mà tuổi Tân Hợi nên sử dụng trong năm 2024 là mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Tuổi Hợi được Phật A-di-đà hộ mệnh, đeo mặt Phật A-di-đà bên mình để cầu bình an, hạnh phúc, trí tuệ và lòng từ bi. Sinh năm 1971 mệnh Kim, hợp với mặt Phật A-di-đà đá mã não trắng, tương hợp, và mặt Phật A-di-đà đá mắt hổ vàng nâu, tương sinh. Ngoài ra, quý tín chủ Tân Hợi có thể kết hợp đeo vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương thiên nhiên giúp cải thiện sức khỏe, tinh thần, tinh dầu trầm hương thơm dịu nhẹ, thu hút năng lượng tích cực, tạo cảm xúc hạnh phúc, lưu thông khí huyết cho người đeo. Phong thủy may mắn tuổi Tân Hợi năm Giáp Thìn 2024, tuổi Hợi 1971 có thể ứng dụng những yếu tố phong thủy may mắn trong năm 2024 theo các gợi ý dưới đây. 1. Tuổi Sông Đất đầu năm mới 2024. Thưa quý anh chị tuổi Tân Hợi 1971 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến Sông Đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến Sông Nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến Sông Nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi Sông Nhà, Sông Đất đầu năm, gia chủ tuổi Tân Hợi nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Tân Hợi. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến Sông Nhà. Ngoài ra, người được chọn để Sông Đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Tân Hợi nên tránh mời những người đang có tang đến Sông Nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi Sông Nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến Sông Nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi Sông Đất tốt với người tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Kỷ Mão 1999, tốt, Canh Tý 1960, khá,
Tân Mùi 1991, khá, Bính Thìn 1976, khá, Mậu Thân 1968, khá, Tân Sửu 1961, khá, Bính Tuất 1946, khá, Canh Ngọ 1990, khá, Bính Tý 1996, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Tân Hợi trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Sửu 1949, xấu, Đinh Dậu 1957, xấu, Ất Mùi 1955, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Mậu Thìn 1988, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh Tân Hợi nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ khi giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. 2. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa, chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý, lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Tuổi Tân Hợi khi xuất hành đi lễ chùa, thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. Tuổi Tân Hợi năm 1971 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024.
Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Quý tín chủ Tân Hợi 1971 có thể lựa chọn mặt Phật Di Lặc và vòng tay Tỳ Hưu đeo bên mình với ý nghĩa cầu tài lộc, công danh, may mắn. Phật Di Lặc là đại diện cho sự an lạc, hoan hỷ và thành công viên mãn. Khi đeo mặt Phật Di Lặc bên mình, quý bạn Tân Hợi có thể cầu bình an, thu hút tiền tài, mọi việc như ý. Tuổi Hợi 1971 mệnh Kim, hợp với mặt Phật Di Lặc đá mã não trắng, tương hợp, hoặc mặt Phật Di Lặc đá mắt hổ vàng nâu, tương sinh. Ngoài ra, tuổi Hợi 1971 có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu để kích hoạt cung tài lộc, gia tăng vượng khí. Đây là vật phẩm phong thủy được sử dụng phổ biến, rất được những người làm ăn kinh, doanh buôn, bán ưa chuộng. Năm 2024, Tân Hợi hợp nhất với màu nâu, nâu đất, vàng đậm, màu thuộc hành thổ, sinh năm 1971, nữ mạng, mệnh kim, hợp với màu thuộc hành kim và hành thổ. Riêng trong năm 2024 mệnh hỏa này, mệnh chủ nên chọn màu của hành thổ là các màu nâu, nâu đất, vàng đậm, bởi những màu này tương sinh với mệnh của năm Giáp Thìn 2024, sẽ mang đến nhiều năng lượng tốt cho phong thủy. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về tâm đố kỵ, phúc báo tự khắc tiêu tan. Theo lời Phật dạy, người có lòng đố kỵ không những tự làm khổ mình, mà còn là nguồn cơn thúc đẩy hãm hại người khác để thỏa mãn hư vinh, muốn sống an nhiên, tích nhiều phúc báo. Hãy nghe lời Phật dạy để xóa bỏ lòng đố kỵ. Đố kỵ là một trạng thái của cảm xúc con người, có biểu hiện là khi nhìn thấy thành tựu, may mắn của người khác mà bản thân lại cảm thấy khó chịu và sinh tâm trách móc. Tâm đố kỵ mạnh mẽ có thể sinh ra sân hận, khiến lời nói, hành vi mang tính công kích và gây tổn thương. Kỳ thực mang tâm đố kỵ là một chuyện rất đáng sợ. Thấy người khác được lợi ích thì dường như bản thân mất mát thứ gì, thấy người khác bị tổn thất thì lại cảm thấy hài lòng vui vẻ. Thái độ đối nhân xử thế này sẽ tạo nên ác báo nghiêm trọng. Trong đối nhân xử thế, cổ nhân khuyên con người nên vui với niềm vui của người khác, buồn với nỗi buồn của người khác. Xem được mất của người như được mất của mình, đó mới là điều mà cổ nhân khuyên nên làm. Tinh lực của con người là có giới hạn, thay vì ghen tị với người khác, hãy dùng chút tinh lực hữu hạn của mình tập trung làm những điều bản thân mong muốn. Như vậy vừa mở ra một bầu trời mới cho bản thân, vừa sống được thản đãng, tự tại. Cổ nhân dạy, mệnh lý hữu thì trung tu hữu, mệnh lý vô thì mà cưỡng cầu, tức là trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có. Trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu, khi thấy người khác được một điều gì đó mà bản thân không có, đừng bởi vậy mà bất bình tức giận. Một người cần cố gắng tu dưỡng tâm tính, hành thiện tích đức tất sẽ có thiện báo, vì được mất của bản thân mà sinh tâm bất bình, làm việc ác, như vậy có đáng không? Trong cuốn Đình Huấn Cách Ngôn, Hoàng đế Khang Hy triều nhà Thanh viết, trong đối nhân xử thế người ta cần phải thấy người khác đắc được gì thì nên sinh tâm vui mừng. Khi thấy người khác bị mất mát gì thì nên sinh tâm thương cảm, đây đều là điều tốt nên làm. Ghen ghét đố kỵ trước những thứ người khác đạt, được vui mừng trước thất bại của người khác, đều là những tâm xấu, tâm ác. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người có tâm ghen ghét đố kỵ rất lớn, những người này khi thấy người khác được gì thì buồn rầu, phiền não, giống như bản thân mất đi thứ gì, còn khi thấy người khác mất mát thì lại vui mừng như chính bản thân mình được vậy. Kỳ thực cách suy nghĩ này là một trong những ác tâm xấu nhất, cần phải buông bỏ, vì hậu quả mà nó đem lại rất có thể chính là hại người, hại mình. Tâm đố kỵ ghen ghét thực sự là hại người, hại mình. Người có tâm này khi sống cùng người khác mà thấy người khác hơn mình thì canh cánh trong tâm. Tâm lý mất đi sự cân bằng, một số người đố kỵ đến mức luôn tìm cách để gây trở ngại, làm tổn hại cho người khác. Thậm chí có người bởi vì thế mà sinh ra ác niệm, ác sự, mưu hại người khác. Khi tật đố không chịu được thì người đó sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng, hại người, đồng thời định sẵn kết cục thảm hại cho bản thân mình. Câu chuyện ý nghĩa về tâm đố kỵ được chép lại trong cuốn Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn Quảng Nghĩa của cư sĩ Chu An Sĩ thời đầu nhà Thanh. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, có vị đại phu tên Tưởng Viện ở nước Tống, ông có 10 người con, nhưng bất hạnh là cả 10 người con đều có tật, đứa thì lưng gù, đứa thì đi tập tĩnh, đứa thì chân tay co rút, đứa thì thọt chân, đứa thì tai điếc, đứa thì mắt mù, đứa thì câm, lại có đứa mắc bệnh về tâm thần, còn một đứa chết trong ngục. Phàm là những điều bất hạnh trên thế gian dường như đều rơi vào 10 đứa trẻ nhà Tưởng Viện. Công Minh từ cao nhìn thấy tình cảnh này, bèn hỏi Tưởng Viện, đại phu, bình thường ngài hành sự như thế nào mà đến nỗi trong nhà xảy ra tai họa như thế này? Bình thường tôi không có hành vi bất hảo nào khác, duy chỉ có tật thích đố kỵ với người khác, người giỏi hơn tôi thì tôi đố kỵ với họ, có người lấy lòng tôi thì tôi thích họ, nghe thấy người khác hành thiện
Tôi bèn sinh tâm hoài nghi, nghe thấy người khác hành ác thì tôi tin chắc như đinh đóng cột. Nhìn thấy người khác đắc được thứ gì thì dường như tôi mất mát thứ đó. Nhìn thấy người khác mất thứ gì thì dường như tôi đắc được vậy. Tưởng Viện đáp, Từ Cao thở dài, tâm thái và hành vi của đại phu như vậy có lẽ sẽ dẫn tới họa diệt môn. Lẽ nào ác báo chỉ chừng này thôi sao? Mặc dù thiên thượng thì cao xa, nhưng minh xét không chút sai lệch. Nếu có thể ăn năn hối lỗi mà sửa chữa sai lầm, nắm vững tương lai, vậy sẽ chuyển họa thành phúc, thay đổi vẫn còn chưa muộn. Từ Cao đưa ra lời khuyên, Tưởng Viện nghe thấy những lời này, trong lòng dấy lên nỗi kinh hoàng, khiếp sợ. Từ đó về sau Tưởng Viện luôn cảnh tỉnh bản thân, suy xét lại những việc làm ác và suy nghĩ ác của mình khi trước. Những năm sau đó, các chứng bệnh lạ của con ông lần lượt từng đứa đều dần dần khỏi. Trong 14 điều răn Đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy, bi lớn nhất của đời người là sự ganh ghét, đố kỵ. Điều thứ 6 trong kinh 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân, Phật dạy, nghèo khổ nhiều tật đố trách phiền, thường gây lắm việc oan khiên, ngang nhiên kết buộc ác duyên với người. Trong kinh tứ thập nhị chương, Phật dạy rất rõ, ví như lửa của một cây đuốc, vài trăm ngàn người đều dùng đuốc đến chia nhau mà lấy để nấu ăn hay thắp sáng. Nhiều người có được lửa mà cây đuốc ban đầu vẫn như cũ, tùy hỷ với những điều tốt, những điều hay, nhiều lợi ích của người là phát xuất từ tâm cung kính, vị tha, cho nên công đức cũng có được từ nơi đây. Trong kinh Bảo Tích, Phật dạy, Bồ Tát thấy người được lợi ích sanh lòng tùy hỷ có 4 điều lợi ích. 1. Thường sanh tâm này, tôi nhiếp chúng sanh phải cho họ được lợi lạc. 2. Nay họ được lợi lạc nên tôi sanh lòng vui mừng. 3. Chỗ ở có tài vật, vua quan, giặc cướp, nước, lửa đều chẳng xâm đoạt được. 4. Tùy sanh xứ nào, của báu và các con thảy đều đầy đủ, vua còn chẳng đố kỵ huống là người khác. Lời Phật dạy rất rõ, một người bố thí và một người không bố thí, nhưng tùy hỷ thì phước bằng nhau. Tại sao? Tại vì người bố thí xả bỏ tâm tham, con người tùy hỷ xả tâm tật đố, nên phước bằng nhau. Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, là lẽ sống, có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người, sống để yêu nhau kia mà, chúng ta phải cùng yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận, thành oan gia trái chủ, để phải luân hồi sanh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Vậy tu dưỡng thế nào để xóa bỏ lòng đố kỵ? Biểu hiện của lòng đố kỵ thấp nhất là khẩu nghiệp, nói điều sai quấy về người khác, nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Nếu có lòng đố kỵ, sẽ mắc phải những sai lầm rất đáng tiếc dưới đây. Tạo ra nghiệp ác, vì thấy người có mà mình không có, nên tạo ra những việc trái với luân thường đạo lý để có cái của người, hoặc hại người mà đoạt lấy cái mình thích. Không phát hiện ra khuyết điểm của bản thân, vì chỉ chăm chăm thấy thành tựu của người khác, so bì với người khác, mà không tự soi dọi bản thân xem tại sao mình chưa đạt được thành tựu đó, rút kinh nghiệm mà cố gắng. Mất đi bạn bè, người hay đố kỵ không được hoan nghênh, không thật lòng đối đãi với người khác, nên bạn bè cũng dần mất đi. Phá hoại bồ đề tâm, những thiện nghiệp công đức đã gây dựng đều bị mất, tâm tình lúc nào cũng bồn chồn, không thoải mái, không yên ổn, nguy hại tới sức khỏe. Để chuyển hóa thói xấu đố kỵ, hãy thực hành theo lời Phật dạy dưới đây. Nhận thức tâm đố kỵ là nguy hại, nhất định không làm theo, quý trọng bản thân, tự hào vì những gì mình đã đạt được và đang cố gắng để đạt được. Mỗi người có một phúc báo riêng, chỉ có tự mình chân chính làm nên mới là bền vững nhất. Tập thói quen tùy hỷ công đức, học cách khen ngợi người khác, công nhận thành tựu của người khác. Quan trọng nhất là giữ tâm thanh tịnh, một lòng hướng Phật, từ bi hỷ xả thì lòng ghen tự khắc không còn. Trong cuộc sống, mỗi người nên tu dưỡng bản thân, với thành công của người khác, chúng ta nên thành tâm chúc phúc để cảm nhận được hạnh phúc của họ. Đó cũng là cách mang tại cảm giác tích cực, từ đó hãy đánh giá một cách kỹ lưỡng thành công của họ. Khi không bị cảm xúc ghen tị che mắt, chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi. Với thất bại của người khác, hãy rút kinh nghiệm cho bản thân, có sự cảm thông và lòng trắc ẩn. Nếu một người không có lòng bao dung, thì dễ mất niềm tin vào người khác. Một vòng luẩn quẩn như vậy chỉ ăn mòn nhiệt huyết cũng như trí tuệ của chúng ta. Vâng, bài viết về tử vi tuổi Tân Hợi 1971, 2 tháng đầu năm 2024, nam nữ mạng, xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý tín chủ đã quan tâm theo dõi. Cổ nhân có câu, phúc từ tâm mà đến, họa từ miệng mà ra. Những người có nhân phẩm cao thượng, tâm sáng đức trong, nỗ lực tu dưỡng bản thân thì sẽ nhận được nhiều phúc báo trong cuộc sống. Không khí xuân Giáp Thìn 2024 đang lan tỏa đến mọi nhà. Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý anh chị và gia đình một năm mới phú quý phát tài, vạn sự như ý.